Rồi, chào mừng các bạn đến với series ôn tập học kỳ 1 năm học 2021-2022. Ngày hôm nay là ngày thứ 8. Ngày hôm nay chúng ta sẽ làm 10 câu bài tập hóa vô cơ mỗi ngày. Rồi, ok. Chúng ta đến với câu hỏi đầu tiên. Nung CaCO3 theo thứ tự CaO hóa hiệu suất phản ứng. Để mời. Chúng ta có CaCO3 chúng ta là đá vôi. Đá vôi chúng ta khi nung thì tạo thành CaO cộng cho CO2. Để hỏi hiệu suất phản ứng thì ở đây mình đặt là x. Và nghe kỹ. Ở đây người ta cho chúng ta là 150 kg. Cái lượng CaCO3 trong phương trình là lượng phản ứng. Còn có 150 kg này thì người ta cho chúng ta là khối lượng ban đầu. Được chưa? Thằng này là 67,2 kg. Rồi, dựa vào đây thì chúng ta sẽ làm một phép tính như sau. Như vào phương trình thì mình thấy là mol của CaCO3 phản ứng đúng bằng mol của CaO. Mol CaCO3 phản ứng chúng ta sẽ lấy khối lượng phản ứng là lấy 150 nhân cho hiệu suất. Được chưa? Chia 100. Đây là khối lượng phản ứng vì nó vẫn có x phần trăm thôi. Chúng ta chia cho khối lượng mol của nó. Canxi 40, carbon 12, oxy 16 nhân 3 bằng mol CaO. Em lấy 67,2 trên 56 cộng trên 40 cộng 16, tức là 56 đấy. Giờ đây em sẽ tìm được x. Khi tìm được x tức là em đã tính được hiệu suất phản ứng. Thế thôi, bấm đi em ơi. Một trăm năm mươi x chia 100 như mẫu chúng ta là 40 cộng 12 cộng 16 nhân 3, bên đây là 67,2 chia cho 40 cộng 16. Rồi ở đây em đi tìm x bằng 80. Bây giờ hệ số ở đây đặt ở đây là 80%. Như vậy câu đúng ở đây mình chọn là câu C. Có ý kiến gì không ạ? Được chưa mời? Rồi chúng ta đến câu 2 nha. Rồi. Người ta cho nhôm này đi tới dụng với HCl. Để chúng ta tạo thành AlCl3 cộng cho hydro. Yêu cầu chúng ta tính nồng độ mol của chất thu được sau phản ứng. Ở đây khối lượng thằng này là 5,4 gram. Đây là chất rắn này. Đây là dung dịch này. Đây là dung dịch này. Và hydro chúng ta là chất khí. Em đi cân bằng phương trình này. Nhôm H3, hydro H1, hydro H2. Bắt chéo là 23. Hai nhôm. Hai nhân 3 là 6 cỡ hydro thì 6 hydro này. Ở đây em tính cho thầy bao nhiêu bằng bao nhiêu? Có mol nhôm thì em tính được mol hydro, có mol hydro thì tính được đâu? Chúng ta chuyển qua mol bên này. Lấy 5,4 chia 27 là 0,2 đúng không em? 0,2 mol thì bên này sẽ là 0,2 mol. Các bạn nghe kỹ. Để tính được nồng độ mol của AlCl3 thì chúng ta sẽ lấy mol chia cho thể tích dung dịch. Học rồi, mol chúng ta có 0,2. Thể tích dung dịch bao nhiêu? Đây. Để cho đây là 500 ml, tức là thể tích HCl đây là 0,5 lít. Chúng ta hiểu như thế này. Trong một cái bài tập mà yêu cầu chúng ta tính nồng độ mol thì bạn nhớ thầy là V dung dịch sau bằng V dung dịch trước. Sau là AlCl3 sẽ bằng V đằng trước là HCl05. Và khi đó em chia đây 0,5. Thì đây nó sẽ bằng 0,4 m. Nha. Câu này mình nhắc lại kiến thức của công thức V dung dịch. Rồi chúng ta đến câu 3 em nha. Người ta cho kim loại M có hóa trị không đổi. Không đổi tức là có một hóa trị đây em. Ta dùng với clo thu được muối của kim loại, trong đó M chiếm chừng đó phần trăm về khối lượng. Yêu cầu chúng ta là xác định M. Rồi chúng ta có như thế này. Phương trình này. Kim loại M đi tới dùng với clo. Ở đây mình sẽ tạo thành MClA với A là hóa trị của kim loại M.
Chúng ta cân bằng phẳng, đây là 2, đây là A, thì bắt chéo là A2. Đây là 2M, thì bên này là 2M. Được chưa em? Rồi. Rồi trong này người ta cho chúng ta là phần trong M chiếm là 47,4% trong hợp chất này nè. Rồi, chúng ta sẽ lấy phần hàm chiếm là M chia tổng là M cộng cho clo. Clo mình là 35,5 nhân cho A, nhân cho 100. Được chưa? Thì đây em sẽ có như sau. Em cho A bằng 1 để tính M. Nếu nghiệm này không có thì em lấy nghiệm đó nhân 2, nhân 3 lên để có kim loại. Thế thôi. Chúng ta bấm máy tính này. 47,4 này bằng này 100m, m máy tính hiệu là x, 100x chia tổng lấy m cộng cho 35,5, em nhân cho 1 khỏi nhân đi. Ở đây em sẽ tính được bằng 32, xấp xỉ 32. Như vậy m bằng 1 là 32, như vậy a bằng 1 32, a bằng 2 thì m bằng 64. Như vậy 64 đây là đồng rồi, chúng ta chọn luôn cô đúng ở đây là cô D đó. Câu này khá là đơn giản, được chưa? Điều quan trọng là các bạn phải biết cách bấm máy tính cho nó nhanh, chứ còn giải tay bài này thì không hay. Rồi chúng ta đến câu 4. Ở đây người ta chọn H24 với NaOH, được chưa? Thu được dung dịch A cho dung dịch A tác dụng với nhôm thì thể tích hydro thu được là, câu này là câu 2 em nhé. Bước đầu tiên em đi tính cho thầy số mol H2E4 bằng bao nhiêu, số mol NaOH bao nhiêu và số mol nhôm bao nhiêu. Số mol H24 thì em sẽ lấy thể tích là 0,1 nhân cho nồng độ là 1,1 là bằng 0,11 mol. Số mol NaOH em sẽ lấy 0,1 nhân cho 1. Nhôm chúng ta lấy 1,35 chia cho 27, 0,05 được chưa nè, 0,05. Rồi như vậy ở bước đầu tiên ở bài toán này chúng ta có phương trình của H2SO4 với NaOH để tạo thành Na2SO4 cộng cho H2. Ô, các bạn đây là 2, 2 axit, 2 bazơ sẽ là 2 nước. Rồi bây giờ mình giả sử này, ở đây mình giả sử là cái số mol NaOH chúng ta phận hết, thì giả sử 0,1 thì chuyển qua đây, số mol thằng này là 0,05, như vậy nhỏ hơn 0,11 đúng không? Chuyển đây qua thì thằng này là 0,005. Như vậy dung dịch A chúng ta thu được gồm cái gì này? Dung dịch A này, thành phần dung dịch A gồm có thứ nhất là muối Na2SO4 tạo ra 0,05 mol, và chúng ta biết là tổng số mol H4 ban đầu là 0,11, như vậy H24 bây giờ dư, câu này câu hai em nha, là 0,11 trừ đi 0,05, cái đây mình tính được bằng 0,006. Khi đó chúng ta có phản ứng của nhôm với H2E4 dư để tạo thành Al2SO4 tất cả 3 cộng cho H2. Đây là 2, đây là 3 và đây là 3. Các bạn nghe kỹ, số mol H24 dư là 0,06. Đây là 0,05. Bây giờ em lấy 0,05 em chia cho 2 là 0,025. 0,06 chia 3 là 0,02. Như vậy nhôm lớn hơn. Như vậy hydro theo H2E4. Đây, 0,06 chuyển qua đây. 0,06. Và khi đó chúng ta tính được thể tích hydro. Em lấy mol nhân cho 22,4. Ở đây mình tính là bằng 1,344 lít. Đấy cho em. Cái đó có đúng, bây giờ mình chọn là câu D. Thế thôi. Rất là dễ em nha. Theo thầy nghĩ câu này dễ. Câu này hay ở chỗ là gì? À, sau phản ứng mà H4 tác dụng với NaOH á, nếu mà axit dư thì cũng tác dụng với nhôm, mà nếu NaOH dư cũng tác dụng với nhôm. Bài này là bài, đây được gọi là bài toán thuận. Rồi chúng ta học đồng hóa thì có hai kiểu bài, đó là bài thuận và bài nghịch. Bài thuận nghĩa là gì? Bài thuận là người ta cho tất cả các số mol của chất tham gia rồi, yêu cầu tính sản phẩm, đó là bài dễ. Còn bài nghịch là gì? Nó cho tham gia và cho sản phẩm, hỏi một cái đại lượng trung gian nào đó, thì cái đó là bài nghịch. Bài đó thì mức độ nó sẽ khó hơn. Chúng ta đến câu 5 em.
Người ta hòa tan một oxit sắt bằng HCl. Hỏi công thức của oxit là. Em ơi, oxit sắt mình đặt là FeXOA để tới dùng với HCl. Cứ mỗi là bài tập mà liên quan tới xác định oxit sắt này thì nó hơi khó. Chúng ta nghe kỹ nè. Bản chất đây là sắt kết hợp với clo để tạo ra muối. Còn hydro kết hợp với oxy để tạo ra nước. Oxy đây hóa trị 2, 2 nhân y là 2y. Chia x thì hóa trị của sắt là 2y trên x. Đây là 2y trên x, đây là 1. Như vậy bắt chéo là 1, 2y trên x. Chúng ta cân bằng. Cân bằng thì đây là x, đây là 2y và đây là y. Được chưa nào? Rồi, ở trong trường hợp này em tính được số mol HCl luôn. Mol HCl sẽ bằng em lấy 50 chia 1000 nhân cho 2. Tính cho thầy bao nhiêu? 50 nhân 2 là 100 đúng không? 100 chia ngàn là 0,1. 0,1 mol. Em ơi, số mol của HCl là 0,1 mol, mình chuyển qua bên này. Mình nhân 1 chia cho 2y thì số mol đây là 0,1 trên 2y mol. Được chưa mà? Rồi. Khi đó chúng ta có khối lượng mol của FeXOA. Sắt là 56x, oxy 16y. Rồi, chúng ta lấy khối lượng để bài cho là 3,6 chia cho 0,1 trên 2y. Đây cũng là một câu hỏi hay. Chúng ta bấm như thế này, 3,6 mà chia cho 0,1 là bằng 36. 36. Ở đây như bạn bấm bị sai em nhé. Đây tôi chỉ bạn bấm này. Bây giờ em bấm như thế này là chuẩn này. Thế bạn ở đây bằng bao nhiêu? Nhẩm được không? 36 mà chúng ta chia cho 0,1 là bằng 36. Chia thì nhân nghịch đảo lên. Như vậy chỗ này là bằng 36 nhân cho 2y. Thì thằng này là 72y. Đó. Khi đó chúng ta đi tìm mối tương quan giữa x và y. Những cái bài tập mà liên quan tới cái tìm công thức của oxit sắt là những bài tập mà chúng ta thường xuyên sử dụng luôn. Đó là dùng tỷ số x trên y. Em lấy 72y, em trừ đi 16y. Thì bên phía phải của chúng ta đây là 56y. Cái đó chúng ta suy ra được x trên y bằng 56 trên 56. Và đây chúng ta ra tỷ lệ là 1:1. Được chưa? Như vậy Fe đây là FeO. X bằng 1, Y bằng 1. Như vậy có đúng ở đây là câu A. Đây là cách thứ nhất. Tuy nhiên là thầy chỉ bạn cách thứ hai. Và sau này chúng ta được ứng dụng cách thứ hai rất là nhanh trong những bài toán. Mà nếu mà làm như thế này thì chúng ta làm không kịp giờ. Nếu không kịp giờ thì em dùng phương án thủ đoạn cho thầy như sau. Em lấy 3,6 này. Em chia cho khối lượng mol của bao xích sắt. Đầu tiên lấy PO 56 cộng 16. Rồi, số mol này là mol mol đẹp này, 0,05 là mol mol đẹp. Chúng ta lấy 3,6 chia cho 56 nhân 2 cộng 16 nhân 3. Thì số mol này là số mol không được đẹp lắm, đúng không? Đó. Bây giờ hoặc là bài này chúng ta đi thử. Bây giờ bài này mình muốn thì thử cho em luôn này. Đây 0,05 này, đúng không? Bây giờ thầy thử. Nếu ở đây thầy lấy PO thì số mol nó là 0,05. Thầy đi cộng cho HCl để tạo thành FeCl2 cộng H2. Số mol đây là 2. 0,5 thì nhân 2 thì số mol này 0,1. Khớp với đề bài cho. Như vậy nghiệm đúng chắc chắn là câu A. Còn không được thì em di chuyển sang câu B. Em tính mol để em chuyển mol cho HCl. Cái đó, cái đáp án nào mà thỏa mãn được số mol HCl theo yêu cầu thì đó đó là đáp án đúng. Được chưa nào? Chứ làm kiểu này thì nó là quá là bài bản rồi, không nói. Mình làm mẹo tí. Rồi chúng ta đến câu số 6 em. Câu số 6 như sau. Cho 20 lít dung dịch NaCl tác dụng với AgNO3, tính khối lượng cái tủa thu được. Câu này câu 2 nè. Bước đầu tiên em sẽ đi tính cho thầy đó là số mol của NaCl. Em lấy 20, em chia cho 1000. Là thể tích nhân cho nồng độ là 1. Bấm bằng bao nhiêu? Bao nhiêu hiệp? MnAgNO3 em sẽ tính như sau. 0,02. Rồi ok.
Em lấy M dung dịch là 500 nhân cho C phần trăm là 1,7 chia 100%, M lớn AG nội 3, bạc là 108, nitơ 14, oxy 16 nhân 3. Công thức mình dạy rồi, tính cho thầy bằng bao nhiêu? 5 xị nhân 1,7 chia 1 xị nhân cho 108 cộng 14 cộng 16 nhân 3 0,05. Được chưa em ạ? Đó. Như vậy khi chúng ta biết số mol của hai chất ban đầu rồi, tiến hành so sánh mol. NaCl đi tới dùng AgNO3. Bản chất là natri kết hợp với NO3 để tạo thành NaNO3. Thế này là dung dịch, vì tất cả muối natri và tất cả NO3 chúng ta đều tan. Tụ ở đây chỉ có mình tụ AgCl thôi. Số mol đây là 0,02, số mol đây là 0,05. 0,02 chia 1,002, 0,05 chia 1,005 lớn hơn. Như vậy điều này chứng tỏ tụ của chúng ta bây giờ theo NaCl 0,02. Và cái đó em tính tụ cho thầy đi. Bấm cho thầy bằng bao nhiêu? Dùng bấm giúp dùng rồi. Đây, mình tính được là 2,87 gram. Không biết các bạn tính bằng bao nhiêu. Thì có đúng bây giờ mình chọn là câu D. Thế thôi, câu D vẫn là câu hỏi về. Nhưng mà so với cái đề mà kiểu như thế này, mình xuất hiện cỡ vài câu như thế này là chúng ta bị vướng liền. Cho đó chúng ta cố gắng làm cho nó nhanh và mới tính lại lên. Câu 7 của chúng ta là câu nói về vững trung hòa. Thế nào là vững trung hòa? Thầy định nghĩa lại cho bạn này. Trung hòa là vững giữa axit với bazơ, trong đó cả axit và bazơ đều phản ứng hết và chúng ta tạo ra mũi trung hòa. Thế thôi. Như vậy đây chúng ta có phương trình, đó là H2SO4 là axit đi tới dùng với NaOH là bazơ. Ở đây mình tạo ra mũi trung hòa là Na2SO4 cộng cho H2O cân bằng 2 để 2 đủ. Chúng ta nghe. Ở đây người ta cho V dung dịch ở đây, mình đổi sang nó là 0,1 lít. Nồng độ mol là 1,5 m. M dung dịch này đang tìm. Hiểu nè, người yêu cầu chúng ta là khối lượng, đây là khối lượng dung dịch em nha, chứ không phải khối lượng chất tan đâu. Cái này cho khối lượng dung dịch nên chất tan nhờ. Nó hỏi khối lượng này là khối lượng chất tan đúng không mấy đứa? Thì cứ tính từ từ đi. Tính khối lượng chất tan thì liên quan gì tới C phần trăm. Bây giờ thầy tính hai thứ luôn. Bây giờ thầy sẽ tính M dung dịch đi. Thầy cho khối lượng thằng đây là ít cam. C phần trăm ở đây là 1,7. Cho tính khối lượng dung dịch đấy. Cho nếu mà tính như thế này thì cho C phần trăm làm gì? Dựa vào phương trình thấy mol H2SO4 và mol NaOH. Chúng ta thấy mol H2O4 là bằng 1 phần 2 mol NaOH, hay nói khác là mol NaOH cấp 2 lần mol H2SO4. Bây giờ nhớ là khi chúng ta đi biểu thức này thì nó ngược với căn bằng của phương trình. Vậy thôi. 2 nhân cho 0,1 nhân 1,5. Mol NaOH thì chúng ta dùng công thức siêu tốc, M dung dịch là x nhân C phần trăm 1,7 chia 100%, M lớn nào H là 40. Từ đây em tính cho thầy x bằng bao nhiêu. Dũng bấm bằng nhiêu Dũng? Dũng đâu ta? Dạ thầy. Bấm cho mình bằng bao nhiêu bạn? Bằng nào bấm rồi, bao nhiêu? Dạ, giờ con ra là bằng một. À. Ôi sao lớn người ta? Mình ghi nhầm rồi em ơi. Dạ, Từ em từ. ra số lớn. Gọi số lớn nha. Như vậy đây nó hỏi khối lượng chất tan rồi em ơi. Phải ra trong này không Hiệp ơi? Dạ phải rồi. Như vậy xấp xỉ là 705,88.
Đây là mời dung dịch, chúng ta tính mời cho ta đi. Thì chúng ta vẫn có là số mol của H2SO4 bằng số mol NaOH. Nhìn này, mol H24 bằng 1 phần 2 mol NaOH, hay là mol NaOH gấp 2 lần. 2 nhân cho 0,1 nhân cho 1,5. Để tính được thằng này, chúng ta lấy khối lượng cho tan NaOH chia cho 40. Mol sẽ bằng khối lượng chia khối lượng mol. Từ đây em tính lại cho thầy M NaOH bao nhiêu. Cái đây người ta hỏi cho tan rồi. Bao nhiêu mà? Bằng 12 gram. Như vậy để cho chuẩn đúng không em? Bằng bao nhiêu mới đó? À, như vậy mấy đứa sửa lại cho thầy đây. Câu câu này nếu mà họ sửa lại thì thành thành khối lượng dung dịch đi ha. Thôi, câu này đáp án E em nha. Câu E. Nó hỏi dung dịch chứ tự nhiên hỏi khối lượng nào cần dùng kiểu này. Khó rồi. Chúng ta đến câu 8 em. Diệt phân hoàn toàn 29,4 gram COOH 2 lần. Thu được M gram CO. Yêu cầu chúng ta tính M biết hiệu suất đạt 75%. Rồi, ở đây chúng ta có phương trình như sau. Đây, COOH 2 lần. Mình đi diệt phân để tạo thành COO cộng cho H2O. COO 2 lần là bazơ không tan cái túi màu xanh. Nó tạo ra oxit COO là chất rắn màu đen. Ở đây người ta cho hiệu suất của chúng ta đạt 75%. Điều cầu chúng ta là tính khối lượng CuO thu được. Nghe kỹ. Để tính được khối lượng CuO thu được thì chúng ta có này. Cái lượng CuOH 2 lần trong phương trình là lượng phản ứng. Cái khối lượng 29,4 gam đề bài cho là khối lượng ban đầu. Được chưa? Và chỗ này người ta cho chúng ta đây là M gam. Rồi. Thì chúng ta dựa vào phương trình thì mình thấy là có mol COOH 2 lần phản ứng đúng bằng mol COO. Chúng ta làm một phép tính cho nó nhanh. Rồi, để tính được mol COOH 2 lần phản ứng thì chúng ta sẽ lấy khối lượng phản ứng chia cho M lớn. Khối lượng phản ứng em sẽ lấy 29,4 nhân cho 75 chia 100, vì trong này vẫn có 75% chia cho COOH 2 lần đồng là 64. OH là 17 nhân 2. Rồi, mol COO sẽ lấy khối lượng chia cho khối lượng mol đồng là 64 oxy 16. Vào đây em bấm cho thầy một phép tính thì ra kết quả. Thế thôi. Bấm đi. Hai chín phẩy bốn nhân 100 nhân 75 chia 100 chia cho đồng là 64, nên là kia là 17 nhân 2 rồi bằng M chia cho 64 cộng 16. Rồi bạn tính cho thầy bằng bao nhiêu? Em ơi, 18 gram. Được chưa? Những bài mà càng khó thì mà làm một phép tính thì nó càng hay, chứ làm nhiều phép tính là nó sẽ bị rối. Chúng ta đến câu 9 em. Câu 9 là câu hơi khó. Ở đây người ta khử 40 g hỗn hợp gồm có CO và Fe2O3, cần chừng đó lít khí CO. Yêu cầu chúng ta là thành phần phần trăm của mỗi oxit trong hợp ban đầu là. Để làm được câu này thì cái nhắc lại các bạn có phương trình điều chế ra kim loại này. Mình có oxit của mình là RHOOH. Để ta dùng với chất khử là CO. Thì đây nó sẽ tạo thành kim loại R và khí CO2. Không phải là bất kỳ kim loại nào cũng tác dụng được đâu. Kim loại R chúng ta có khống chế. Nó chạy từ giấy N này, crom này. Giáp có sắt nhớ sang phố. Đây à, hỏi cửa. Đó. Như vậy trong trường hợp này mình thấy là Cu và Fe. Cu và Fe chúng ta thỏa mãn rồi, như vậy cả hai đều tác dụng. Như vậy trong này mình có CuO. Đây có Fe2O3. Cả hai chất đều tác dụng với CO. Đây để tạo thành đồng và CO2. CO để tạo ra Fe và CO2. Mà nghe kỹ. Chúng ta đi cân bằng phần này.
Ok. Ở đây đề cho chúng ta là hai dữ kiện, đó là khối lượng hỗn hợp 40 g. Đây. Khối lượng hỗn hợp là hai này. 40 g. Và đây người ta cho thể tích CO. Em đổi sang qua cho thầy luôn. Em lấy cái này chia cho 22,4 bằng bao nhiêu? Bấm đi mà đưa. Đây. Ở đây nó cho hơi bị lẻ thì chúng ta làm tròn đi. Em làm tròn như vậy là 0,07 đi em nha. Sắp xỉ 0,7 mon. Bạn hiểu như thế này. Yêu cầu chúng ta là tính phần trăm của mỗi oxit trong hỗn hợp lần lượt là. Đây là người ta hỏi riêng. Đúng rồi, hỏi riêng thì triết lý của mình đó là chúng ta sẽ dùng phương pháp giải hệ. Khi nào mình giải hệ? Khi giải hệ khi nào? Đó. Đó là trong hỗn hợp người ta cho chúng ta là hỗn hợp chúng ta có hai chất. Hỗn hợp là chúng ta chỉ tính là những cái chất mà nằm trong một cái hỗn hợp phản ứng thôi. Ở đây mình có hỗn hợp, mình có hai chất này, sẽ có hai ẩn ở trên này. Và mình có hai dữ kiện là 40 và 0,7 này. Được chưa em ạ? Như vậy khi đó là chúng ta có bài toán có hai ẩn, hai dữ kiện đều hỏi riêng thì dùng phương pháp giải hệ. Để giải hệ thì chúng ta sẽ đặt các số mol của mỗi chất trong hỗn hợp lần lượt là ít mol và y mol. Cái phương pháp giải hệ này bữa trước thầy cũng nhắc các bạn khoảng 4 ví dụ rồi, bây giờ nhắc thêm. Và những cái đề sau thì chúng ta đề cập tầng này nhiều lắm để làm quen. Về đề thi của bạn sắp tới là có phương pháp giải hệ nha. Rồi, để tính được mol CO theo phương trình 1 thì chúng ta lấy x nhân 1 chia 1 là x. Đây là x nhân 3 chia cho 1 là y nhân 3 chia 1 là 3y. Được chưa? Khi đó em có hệ phương trình. Em có khối lượng của CO cộng khối lượng Fe2O3 bằng 40. Khối lượng hỗn hợp. CO chúng ta khối lượng mol là 80. Nhân cho mol là x. Fe2O3 khối lượng mol là 160 nhân y bằng 40. Cái thứ hai là mình có mol CO. Đó là mình có x cộng 3y bằng 0,7. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ bấm máy tính để tìm x, tìm y. Bạn nào không biết bấm thì nhìn lên đây chỉ chỗ này. Rồi, nếu bạn nào có dùng máy tính Vinaco 570 AS Plus đề nghị, bây giờ thì mình sẽ bấm chế độ mol 5. Ở đây là chế độ này là chế độ giải hệ. Nếu mình muốn giải hệ hai ẩn này, hai ăn cân nào tức là hai ẩn này, ba ăn cân nào là ba ẩn này, bốn ăn cân nào là bốn ẩn này. Như vậy thầy muốn chỉ giải hệ hai ẩn thôi thì sẽ nhập nhập phím 1. Cái đó thì thầy sẽ bấm là trước x, trước y và sau dấu bằng. Trước x ở phương trình đầu tiên là 80. Trước y là 160. Và sau dấu bằng ở phương trình đầu tiên là 40. Cái phương trình thứ hai, trước x, x trước x trong có gì tức là 1. Trước y là 3. Sau dấu bằng là 0,7. Đó. Cái đó chúng ta tính được x bằng 0,1 và y bằng 0,2. Đó em ạ. Đó, đây là dùng phương pháp giải hệ nha. Cái đó chúng ta đi tính phần trăm khối lượng của CuO thôi. Em sẽ lấy khối lượng hắn bon hắn chiếm, khối lượng bon đó là 80 này. Nhân cho x là 0,1 là ra khối lượng này. Chia tổng là 40 nhân 100%. Để tính được phần trăm khối lượng của một chất thì mình lấy phần khối lượng nó chiếm chia tổng khối lượng nhân 100%. Thế là xong. Cái đó bấm máy tính. Đây. 80 nhân cho 0,1 nhân cho 100. Và chúng ta chia đây là 40. Đó. 20 em nhé. Kết quả đây mình nhận được là 20%. Như vậy 20%. Ủa sao nó không có ta? Đáp án cho tào lao rồi. Như vậy nhiều khả năng là cái chỗ này người ta không làm tròn em ạ. Hay thật nhờ. Thì chúng ta chọn gần đúng thôi. Cho lẻ quá chi. Cho con C. Thấy chưa? 20,8 cho chỗ này này. Cho nên là mình là nãy làm tròn đấy. Đúng của hắn là bao nhiêu đó? 0,6 mấy đó cây kiếm gì câu này không em ơi? Cây kiếm gì câu này không ạ? À?
đây chị lại bấm máy tính này, thầy về tắt lại thầy bấm lại nha. Rồi để bấm cái hệ hai ẩn này thì đối với máy tính Vinaco 570S Plus đề nghị này thì chúng ta bấm chế độ mau bây giờ. Khi đó em nhìn trong tất cả cái chữ số này này, cái chỗ nào mà có EQN, EQN tức là đi dạy hệ thì em bấm này số 1. Rồi bấm vô năm này nhé. Bấm vô năm. Sau đó trong này nó có 3 chế độ lựa chọn cho em. 1 2 3. 1 là bấm hai ẩn 2. 1 này là bấm hai ẩn này, 2 là bấm ba ẩn này, 3 là bấm bốn ẩn này. Thì cái đó em sẽ nhận số 1. Cái đó em bấm cho thầy là trước x, trước y và sau cho bằng. Trước x là 80. Trước y là 160. Sau cho bằng là 40. Ví dụ ở đây là gì? Ví dụ đây là nó trừ 160 thì cái vị trí này em bấm trừ 160, hiểu không? Rồi, đây là 1. Trước cái là 1, trước y là 3. Và sau cho bằng là 0,7. Đó. Cái đó em tính được là bằng 0,1 và bằng 0,2. Được chưa? Cái đó chúng ta tính được phần trăm thế thôi. Nhá. Để cho em ơi. Dạ rồi này. Do ở đây là cái chỗ CO á, người ta cho lẻ mà mình làm tròn thì ở đây mình chấp nhận để mình chọn đáp án số đáp án gần nó nhất là 20. Rồi chúng ta đến câu 10 nào. Ở đây người ta hòa tan 4 gam NaOH vào 9,8 gam H24 thì thu được dung dịch A hoặc pH của dung dịch A. Rồi mình nghe kỹ. Như vậy ở đây người ta cho chúng ta là NaOH có khối lượng cho tan là 4 gam cho H2SO4 có khối lượng chất tan là 9,8 gam. Ở đây chúng ta sẽ tác dụng với nhau để tạo thành Na2S4 cộng cho H2O cân bằng đặt 2 NaOH 2 nước là đủ. Ở đây em sẽ tính được bao NaOH, em sẽ bấm như sau. Em lấy máy tính này đây để kia tận dụng giải hệ sau. Em sẽ lấy 4 này là khối lượng này, chia cho natri là 23 này, oxy là 16 này, H là 1 này, thì đây bằng 0,1 mol. Đó, số mol này 0,1 mol. Em lấy 9,8 em chia cho M lớn. Đây. 9,8 chia cho này. Hydro là 1 nhân cho 2 cộng lưu huỳnh là 32 cộng oxy là 16 nhân cho 4. Được chưa em? Thì đây cũng bằng 0,1 mol. Đó. Như vậy chúng ta có đây là ban đầu, đây là phản ứng và đây là sau phản ứng. Bạn nghe kỹ. Sau phản ứng mà nếu mà 3 giờ dư, chúng ta có này. Chúng ta có triết lý đó là axit này, 3 giờ này và trung tính. pH có 3 môi trường axit, môi trường 3 giờ và môi trường trung tính. Nhắc lại. Chúng ta so sánh với con số 7. Theo quy tắc là anh nhỏ ba lớn trung bảy, được chưa? Nếu sau vượng mình so sánh mol mà NaOH dư thì pH lớn 7, có đúng là câu C. Nếu sau vượng mà mình so sánh mol mà H24 dư thì pH bây giờ là pH có môi trường là axit, do đó nó nhỏ hơn 7. Còn nếu mà không thằng nào dư thì nó có môi trường trung tính, khi đó pH bằng 7. Câu không xác định là câu loại. Được chưa mà? Rồi bây giờ so sánh mol. Thì mình giả sử đi, thì giả sử NaOH hết chuyển qua đây. Nếu chuyển qua đây mà số mol của H4 phản ứng mà lớn hơn 0,1 là vô lý. Chúng ta lấy 0,1 này nhân 1 này chia 2 này thì bằng 0,05 này. Như vậy sau phản ứng NaOH hết này thì nó dư lại 0,05 này. Được chưa em? Như vậy chúng ta có sau phản ứng này thì H2SO4 dư. Để đây suy ra là pH của chúng ta bây giờ là nhỏ hơn 7 vì nó là axit. Đây, nhớ điều này là đúng. Như vậy câu đúng ở đây mình chọn là câu A. Vậy thôi. Và câu 10 cũng là câu cuối cùng của cái đề cái ngày số 8 này nha. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong cái ngày số 9.